Không biết quý khán giả thường nghe người ta ví von dễ như gì ạ? Như ăn cơm, như uống nước hay như hít thở? Dễ như vậy là bởi đó là một trong những cách mà nếu như chúng ta không làm được là mất đi sự sống. Nhưng sự thật, việc ăn, uống, hít thở có dễ như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Đặc biệt là hít thở. Để xem hít thở dễ hay khó, mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung của Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Theo y học, hơi thở là một trong những cách rõ nhất thể hiện tình trạng sức khỏe của con người. Hít thở đúng cách rất tốt cho cơ thể, có thể chữa được các bệnh mãn tính, hen suyễn, tiêu hóa, trầm cảm và các bệnh liên quan đến căng thẳng. Hơi thở đem lại sự nối kết mạnh mẽ giữa phần thể lực và tâm trí. Thông qua việc điều khiển hơi thở, chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được tình trạng sức khỏe, cảm xúc và trí não. Trung bình mỗi ngày, cơ thể một người thực hiện hơn 20.000 hơi thở ra vào. Khi chúng ta không để ý, vận động này hoàn toàn là tự phát. Tùy theo thần kinh của mỗi người mà cơ thể sẽ điều tiết nhanh hay chậm, đều đặn hay rối loạn. Việc thở theo tự nhiên không sai, nhưng theo thời gian, sức thở sẽ giảm tùy vào tuổi tác, công việc của mỗi người. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có biết thở như thế nào là đúng cách, nên là cũng không có thực hiện cho đúng được. Mình đã từng nghe cái phương pháp thở đúng cách. Chúng ta nên thở hít thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng để cho nó tốt cho cơ thể mình hơn. Không phải ai cũng thường nghe đến việc hít thở đúng cách đâu thưa quý vị. Tuy nhiên, thở là khía cạnh quan trọng nhất trong việc giữ gìn sức khỏe đây ạ. Quan trọng như thế nào? Mời khán giả tiếp tục theo dõi những thông tin chúng tôi vừa tổng hợp và ý kiến của chuyên gia. Trong cách hít thở thông thường, chỉ giúp tống không khí ra khỏi phần trên và phần giữa của phổi, còn phần đáy phổi vẫn còn đông nhiều khí cạnh. Phổi có dung tích khoảng 5 lít không khí. Khi ta hít vào, thở ra mạnh, chỉ khoảng 3 lít không khí được lưu chuyển. Như vậy, còn khoảng từ 1 lít rưỡi đến 2 lít không khí không được lưu chuyển. Khi hít thở đúng cách, hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể. Lượng oxy được tăng cường, khiến máu đen chuyển thành máu đỏ. Độc tố N2CO2 tích tụ ở tim sẽ được hòa trộn với hơi thở và sau đó được đẩy ra ngoài. Hít thở đúng cách còn giúp cho lượng serotonin, một chất được não sản xuất ra, quyết định tâm trạng và khả năng tập trung của con người tăng lên rất nhiều. Ngược lại, với những thói quen hít thở sai cách mà nhiều người mắc phải như hít thở bằng miệng, hít thở bằng ngực hoặc hít thở quá ít, vân vân, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể kiểm tra cơ thể đã hít thở đúng cách hay chưa bằng cách xem mình có hay không những dấu hiệu như hay thở dài, thường xuyên áp, đau nhức cơ thể, nghiến răng khi ngủ, thường xuyên mệt mỏi. Có rất nhiều phương pháp để tập hít thở. Tuy nhiên, tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe của mỗi người mà cơ thể cần có những chế độ tập luyện khác nhau. Trong quá trình luyện tập, phải tập từ từ, tốt nhất nên theo sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Cái thở đúng là mình thở làm sao cho nhiều oxy nhất. Cái thứ hai là mình giúp cho sự trao đổi khí diễn ra một cách tốt nhất. Đây là một cái giới thiệu rất là nhiều cách, nhưng đây là một cách thở đúng, tức là làm sao thanh quản phải mở. Và thanh quản mở là chỗ bờ trên chân ức này phải lỏng. Ví dụ như một cái thở đúng cách khi dao động hết vô. Tức là mình thở ra, hít bằng mũi, thở bằng mũi. Còn nếu mà thở sai là gì, chúng ta sẽ hít vô và chúng ta nín hơi đóng thanh quản, là làm sao mặt nó sẽ đỏ lên, hít vô. Đó là thở sai. Như vậy chúng ta đã rõ bấy lâu nay chúng ta hít thở đúng sai thế nào rồi. Vậy thì điều mà chúng ta cần ngay lúc này là làm sao để điều hòa được hơi thở giúp cho sức khỏe chúng ta cải thiện hơn. Sau đây là một vài lưu ý, quý vị hãy thử chắc chắn sẽ tìm thấy được sự thay đổi ngay trong con người mình. Để có thể hít thở đúng cách, cần lưu ý một số vấn đề sau. Luyện tập phương pháp thở bụng. Đây là phương pháp giúp hấp thu nhiều khí vào cơ thể hơn là cách thở ngực thông thường, nhờ vào động tác hạ thấp cơ hoành để mở rộng thêm thể tích lồng ngực về phía dưới. Đồng thời, thở bụng giúp tống khí thở ra mạnh hơn nhờ động tác dâng cao cơ hoành do thoát bụng. Tốc độ hít thở, thở chậm, nhịp nhàng. Tư thế thực hiện, cần tập trung ý thức vào nhịp thở để thư giãn tinh thần. Thời gian luyện tập nên dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để thực hiện. Thở không đúng cách có thể ảnh hưởng rõ rệt đến tinh thần và mức độ năng lượng của chúng ta suốt một ngày dài. Vì thế, sau chương trình này, hy vọng với hít thở đúng cách chúng ta sẽ khỏe hơn, tinh thần thoải mái hơn, tràn đầy năng lượng.
Nội dung này cũng đã kết thúc góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin ngày mai.